Huy Quần Hoa tối ngược lại vợ nhưng lại khiến dân tình sốc vì sự ngang ngược. Mạng xã hội vừa nhận được một fan xôn xao với bài tố của vợ, thánh Photoshop Huy Quần Hoa, một designer có tiếng trên mạng xã hội. Theo bài đăng, cô tố chồng mình ngoại tình với một cô gái sinh năm 2002 và đang là sinh viên. Cô vợ kể một loạt thâm cung bí sử, từ việc mình bên chồng từ hai bàn tay trắng, hy sinh hết lòng đến khi anh có được sự nghiệp, nổi tiếng mạng xã hội như ngày hôm nay thì phản bội vợ. Thậm chí nhiều lần đi công tác, anh còn chung sống với nhân tình như vợ chồng. Cô vợ cũng tung một loạt bằng chứng chồng ngoại tình, nội dung tin nhắn quá mùi mẫn khiến người xem đỏ mặt. Nó xoay quanh chuyện hứa hẹn đi chơi, tình cảm của cả hai và đặc biệt nhất là nhắc đến nhiều lần về vấn đề giường chiếu. Khi bị vợ phát hiện việc qua lại, cặp đôi chuyển đổi qua nhắn tin bằng email để che giấu. Không phải là cô nàng nhân tình đó không biết Huy đã có vợ hay chưa. Chính cô, trong một đoạn tin nhắn cũng bảo anh ta ôm vợ ngủ cho ấm. Huy cũng thúc giục cô gái, rất mong anh nuôi nha, làm vợ hai anh nuôi luôn. Trong một tin nhắn khác, Huy còn tuyên bố muốn đăng một status công bố bé H là người yêu anh ghê. Còn cô nhân tình 2K2 thì vẫn chủ động nhắn tin chèo kéo. Đúng là nhẽ ra em không nên làm như vậy. Để khách khoan hơn thì anh cũng là người muốn. Vậy tại sao anh lại have sex làm tình với em? Tình một đêm vẫn có thể là bạn. Tình một đêm là tự nguyện từ cả hai phía. Và tình một đêm không phải là người thứ ba vì nhu cầu là chuyện rất bình thường. Anh, em và bất kỳ ai đi nữa thì cũng đã và cũng sẽ ngoại tình thôi. Ít nhất là ngoại tình tư tưởng. Qua những đoạn tin nhắn của cô vợ, cư dân mạng hết tò mò rồi đến ngã ngửa trước những lý lẽ ngang ngược của Huy Quần Hoa. Trong các đoạn chat, ban đầu khi vợ mới biết chuyện, anh ta đã hứa hẹn lên xuống đủ kiểu, dùng lời ngon tiếng ngọt dỗ dành vợ rằng sẽ luôn yêu vợ, sẽ cố gắng vì vợ con. Thậm chí, anh ta còn thề thốt nếu phản bội vợ, mình sẽ mất trắng sự nghiệp, anh chị em, bạn bè xa lánh. Có vẻ như tật xấu không bỏ, anh ta vẫn tiếp tục qua lại với người con gái tên H và bị vợ phát hiện. Sau khi người vợ tới làm rõ mọi việc với gia đình Tiểu Tam, Huy đổ mọi tội lỗi lên vợ mình và khiến cho bố của H trụy tim xỉu lên xỉu xuống, làm anh ta và cô bồ của mình không còn gì nữa. Nực cười hơn cả là anh ta còn xin vợ hãy buông tha cho mình, cho rằng cô không biết cách giữ gìn hạnh phúc. Thay vì khôn khéo giữ chồng, em lại chọn cách ngông cuồng. Trước những dòng tin nhắn nói trên, cư dân mạng đã phải đặt ra một dấu hỏi lớn khi không hiểu ai mới là người bị cắm sừng, ai mới là người có lỗi trong câu chuyện này. Đọc những tin nhắn của Huy, có vẻ như anh ta không hề hối lỗi, thậm chí còn không nhận ra cái sai của mình khi không đã chung thủy với vợ mà còn đổ hết mọi tội lỗi cho người vợ của mình. Sau khi nhận lượng gạch đá lớn từ cộng đồng mạng cho việc phản bội vợ con, cuối cùng Huy Quần Hoa cũng đã có bài đăng trải lòng. Anh viết, như vậy là em đã không giữ được đúng lời mà chúng ta thỏa thuận. Chắc chắn hiện tại em đang cảm thấy được hả hê vì khá nhiều người vào bên vực em và chỉ búa rìu về phía anh đúng không? Rồi em thấy thật sự vui không em? Hay cả hai đang làm trò cười cho thiên hạ? Rồi sau này còn nhìn mặt nhau được nữa không? Thánh Photoshop cho biết, vợ mình chưa bao giờ phải lo toan kinh tế trong nhà hay lao động cực khổ. Nhưng sự việc lên đến đỉnh điểm sau ngày 31 định mệnh ấy, cô vợ phát hiện chồng ngoại tình và không kiềm chế được cơn nóng giận. Huy Quần Hoa cũng tố cáo vợ mình, ngay tối hôm đó, hai vợ chồng con nói chuyện vui vẻ. Ấy vậy mà đến sáng hôm sau, vì một phút ghen tuông điên cuồng, em nở lòng dán vào đầu anh hay chạy sắc nặng, chắc phải cả ký. Trong khi anh đang say trong giấc ngủ, để rồi anh lồn cồn bò dậy với một cái đầu máu me bê bết, chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Em tiếp tục cầm dao đuổi chém anh, giây phút đó ám ảnh anh cả cuộc đời em ạ. Anh đã kêu gọi công an đến, nhưng trong cơn hoảng loạn, anh đã quyết định không làm điều đó. Vì anh thương con anh không muốn nó có một người mẹ đi tù và vì tình nghĩa còn lại sau 4 năm chung sống. Theo quan điểm của người đàn ông này, anh muốn bỏ qua tất cả vì con cái. Anh ta xoáy sâu vào sự ghen tuông của vợ mình, nhưng lý do vì sao vợ anh ta ghen thì không được đề cập tới. Khi em níu kéo không được nữa thì em quay sang đạp đổ, để rồi hôm nay em làm cái chuyện vô trách nhiệm như thế này đây. Em làm như thế em có nghĩ đến con không? Em đã một phút nào em nghĩ đến con em chưa? Em làm tất cả những việc này em không thấy nó vô lý hay sao? Khi chuyện gia đình mang lên đây nói, rồi cả hai phải đặt nhau lên bàn cân cho thiên hạ phán xét, xem đứa nào đúng, đứa nào sai, rồi bị họ xỉ vả, chửi rủa, chê cười. Anh đã từng khuyên bảo em rất nhiều, nhưng đây là quyết định em chọn lựa. Rồi em sẽ phải đối diện với pháp luật vì mọi bằng chứng và nhân chứng ngày hôm đó anh đều có đủ. Có rất nhiều người ngao ngán với cách hành xử của hai vợ chồng khi mang chuyện gia đình lên trước bàn dân thiên hạ. Có lẽ ai cũng có cái sai, nhưng sau cùng lại chẳng ai chịu nhận lỗi. Nhưng các ông chồng cũng cần suy ngẫm xem lý do người phụ nữ từng yêu cách anh hết lòng trong một phút cãi giận mất hồn lại đáng sợ đến như vậy. Hết yêu thì thành thật nói với nhau để tìm hướng giải quyết để cả hai bớt đau khổ. Đừng chỉ muốn thêm mà không muốn bớt rồi xảy ra những câu chuyện đau lòng, đáng tiếc ám ảnh mãi về sau. Huy Quần Hoa hẳn là một cái tên nhiều cư dân mạng biết tới, nổi tiếng từ khoảng năm 2019 với những bộ ảnh ghép trong các group dành cho người thích Photoshop. Huy Quần Hoa nhanh chóng được mọi người biết đến với những tấm hình hài hước và lầy lội. Thậm chí, anh còn có biệt danh là Thánh Photoshop với chiếc quần đùi hoa là thương hiệu cá nhân.